Thưa quý vị, năm 2022, thị trường bất động sản Việt Nam hứng chịu hai cú sốc liên tiếp, tắc nghẽn dòng tiền và thử thách niềm tin. Năm 2023 này thì được dự báo sẽ còn nhiều trở ngại trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, kéo dài và một số khó khăn trong nước chưa thể giải quyết ngày 1, ngày 2. Vâng, khi một cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Liệu đây có phải là cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các nhà đầu tư hay cá nhân muốn bắt đáy thị trường ở thời điểm này? Và ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở của CBRE Việt Nam. Xin chào ông Kiệt ạ. Xin chào khán giả của Báo Thanh Niên. Dạ vâng, thưa ông, như chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua thì thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay là ở giai đoạn là giữa quý 2 năm 2023, nhưng mà diễn biến thời điểm này thì cho thấy thị trường vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức lớn. Vậy thì theo ông đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Có thể chúng ta cũng thấy rằng là giai đoạn thị trường bất động sản Việt Nam từ năm 2015 chúng ta có dấu hiệu phục hồi, và thị trường từ giai đoạn đó đến thời điểm hiện nay thì đã có một sự phát triển rất là mạnh, rất là nhanh. Thì nhìn lại cái lịch sử thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ giai đoạn năm 2015 cho đến giai đoạn khoảng năm 2016-17 là giai đoạn mà thị trường phục hồi và phục hồi rất mạnh. Khi đó thì chúng ta thấy rằng là cái nguồn cung ra thị trường, đưa ra thị trường các cái sản phẩm, tất cả các phân khúc, từ phân khúc nhà ở, căn hộ cho đến các cái sản phẩm khu đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng đều phát triển rất là mạnh. Và cũng trong cái thời điểm đó thì có một cái điểm cũng rất là đáng mừng là cái nhu cầu của thị trường cũng tăng tương ứng với lại cái nhu cầu của nguồn cung. Tất cả các cái sản phẩm mà trong cái giai đoạn đó theo tôi được nhớ thì hầu hết tất cả các sản phẩm chào bán ở thị trường thì cái mức hấp thụ đều đạt ở ngưỡng rất là cao, đặc biệt là những khu vực ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt ở ngưỡng rất là cao. Tuy nhiên thì đến cái giai đoạn mà giai đoạn dịch từ năm 2019-2020 á, thì thị trường bắt đầu sẽ có dấu hiệu chững lại, một phần là do cái sự ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh, đặc biệt là giai đoạn dịch phát triển rất là mạnh ở khu vực phía Nam. Thì sau cái giai đoạn đó, đến năm khoảng 2021 đến 2022 á, mặc dù là cái giai đoạn dịch cũng đã được cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên thì cái nguồn cung trên thị trường lại vẫn tiếp tục cái xu hướng giảm, và giảm rất là nhiều. Bên cạnh đấy thì cái xu hướng phát triển của sản phẩm nó có xu hướng dịch chuyển nhiều về các phân khúc cao cấp và hạng sang, trong khi những cái sản phẩm phân khúc tầm trung và phân khúc bình dân thì lại giảm rất là nhanh. Thị trường có dấu hiệu là mất cung cầu, mất cân bằng về cái sự cung cầu. Về giá bán thì liên tục tăng, và ngay cả trong cái giai đoạn mà thị trường khó khăn nhất của dịch bệnh thì CBA chúng tôi vẫn ghi nhận là cái mức giá vẫn tiếp tục tăng ở thị trường sơ cấp. Và đó chính là cái câu chuyện mà làm cho cái sự ảnh hưởng rất lớn đối với cái nhu cầu. Bởi vì phần lớn nhu cầu trên thị trường chúng ta cũng biết là nhu cầu chính thị trường vẫn là nhu cầu ở phân khúc nhà ở tầm trung. Tuy nhiên thì cái lượng nguồn cung đối với sản phẩm này thì nó lại ngày càng giảm. Trong khi cái phân khúc phát triển mạnh với là phân khúc cao cấp và phân khúc hạng sang tập trung nhiều của nhà đầu tư. Thì cho đến năm khoảng 2022 và đặc biệt là năm 2022, chúng ta thấy rằng là cái sự sụt giảm rất nhiều về nguồn cung nó làm cho cái toàn thị trường cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Trong khi cái nhu cầu trên thị trường thì về cơ bản vẫn giữ được cái mức tương đối là ổn định. Tuy nhiên thì cái việc mà sụt giảm mạnh về các cái nguồn sản phẩm, đặc biệt là những nguồn sản phẩm ở các thị trường, cái phân khúc tầm trung nó làm cho cái nhịp độ thị trường bị chùng đi rất nhiều. Và bước qua giai đoạn năm 2023, chúng ta cũng thấy là từ đầu năm tới đây thì trên toàn nguồn cung trên thị trường và theo như số liệu của CB chúng tôi ghi nhận ở quý 1 thì chỉ có khoảng hơn 2.800 sản phẩm ở phân khúc căn hộ được giao bán ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Và điều này nó cho thấy rằng là một cái sự sụt giảm rất nhiều nếu mà so sánh với các quý trước. Và nếu như cái mức độ hấp thụ trên thị trường thì chưa đạt được 1.000 căn, tức là thấp nhất trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, đặc biệt là cái phân khúc căn hộ. Thì cho thấy rằng là cái thị trường đã có một cái sự chuyển biến rất là lớn, từ giai đoạn phát triển rất là mạnh trong giai đoạn từ 2017, 2018, 2019 cho đến cái sự ảnh hưởng khi thời điểm thị trường bị ảnh hưởng trong giai đoạn dịch. Và sau dịch thì thị trường vẫn tiếp tục chịu cái áp lực rất lớn về việc sụt giảm nguồn cung. Và sau đó thì đến thời điểm hiện tại thì nguồn cung trên thị trường gần như không có các sản phẩm mới.
hầu hết các cái sản phẩm mà trong thời gian vừa qua mà chúng tôi ghi nhận ở các cái đợt mở bán thì hầu hết đều là những cái dự án cũ, trong giai đoạn tiếp theo của các dự án cũ, rất ít các dự án mới được chào bán. Và cái mức giá thì vẫn đạt ở ngưỡng rất là cao, đặc biệt là phân khúc cao cấp và hàng sang. Còn cái phân khúc, các cái phân khúc khác, đặc biệt là phân khúc bình dân, phân khúc tầm trung thì nguồn cung gần như không còn. Thì đó là cái điểm mà cho thấy rằng là cái sự thay đổi rất lớn trên thị trường, cũng như rằng là cái nhóm sản phẩm nhu cầu thực á, thì hiện tại nó đang phải chịu một cái áp lực rất là lớn về cái nhu cầu, trong khi không được, trong khi nguồn cung là không có. Trong khi các sản phẩm chủ yếu cho thị trường là sản phẩm cao cấp và hạng sang thì lại chịu cái áp lực lớn bởi vì nhu cầu chính vẫn là giới nhà đầu tư. Mà chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua thì tình hình tín dụng thắt chặt, rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến nhà đầu tư và chịu ảnh hưởng bởi lãi suất cao, cũng như rằng là cái việc tiếp cận nguồn vốn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó cũng là những nguyên nhân mà làm cho tình hình thị trường nó có những cái diễn biến chậm lại như thời điểm hiện tại. Dạ vâng. Như ông cũng vừa có lưu ý kiến rằng là đây là một cái sự sụt giảm lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Và có nhiều ý kiến cho rằng thị trường đang quay lại cái chu kỳ khủng hoảng của 10 năm trước, đó là giai đoạn suy thoái năm 2010-2013. Ông có thể cho ý kiến về nhận định này, và hai giai đoạn này có gì giống và khác nhau không ạ? Thực sự thì tôi cũng làm việc với rất là nhiều nhà đầu tư, mà thậm chí với các chủ đầu tư, thì bản thân họ cũng có rất là nhiều cái sự quan ngại. Bởi vì chúng ta cũng nhớ đến cái giai đoạn khủng hoảng chu kỳ trước, từ năm 2010 đến 2013 là cái giai đoạn mà thị trường gọi là thị trường đóng băng, và cái tất cả những cái gọi là những cái hậu quả của nó thậm chí đến thời điểm hiện tại nó vẫn còn, và mọi người cũng đang rất lo lắng xem là cái chu kỳ khủng hoảng đó nó có tái lập hay không. Thì chúng ta phải nhìn lại một lần nữa về cái lịch sử. Thì từ giai đoạn 2007 là giai đoạn mà thị trường chứng khoán phát triển rất mạnh. Thì thời điểm đó thì cái nhu cầu của nhà đầu tư lúc đó tập trung vào thị trường chứng khoán rất là cao. Và khi thị trường phát triển như vậy thì một cái lượng cung tiền mặt rất lớn trên thị trường. Điều đó làm cho cái nhu cầu của nhà đầu tư muốn chuyển dịch sang các cái nhóm sản tại các cái kênh đầu tư bền vững hơn, đặc biệt là bất động sản. Chính vì lý do mà cái nguồn cung, cái nguồn tiền trên thị trường lớn như vậy nên thành ra rằng là thời điểm đó cái nhu cầu mà của các dự án bất động sản bắt đầu tăng rất là cao. Thị trường thời điểm đó thì cái nguồn sản phẩm thì nó không được dồi dào như thời điểm hiện tại đâu, mà nó khá là hạn chế. Tuy nhiên thì do chính vì cái yếu tố đó nên cái việc tăng giá của các cái sản phẩm được chào bán thời điểm đó lại rất là nhanh và rất là cao. Tôi còn nhớ là thời điểm đó có rất là nhiều các cái trường hợp là chỉ cần đặt cọc, mà chúng ta chỉ cần ra là chuyển nhượng cái cọc đó cũng đã có thể lấy được chênh lệch từ 50 đến 100 triệu. Và cái mức giá thứ cấp mua đi bán lại thời điểm đó tăng rất nhanh. Thậm chí luôn là chỉ cần sáng với chiều thôi là cái mức giá của một sản phẩm nó có thể tăng rất là cao. Và điều đó làm cho mọi người đổ xô vào cái câu chuyện đầu tư bất động sản. Và không chỉ là nhà đầu tư đang có lượng tiền mặt, mà thậm chí có rất nhiều nhà đầu tư họ sử dụng các đòn bẩy tài chính, vốn vay để mà được tham gia vào thị trường đó. Đến thời điểm mà cái mức giá nó đẩy lên quá cao và cái nhu cầu thực nó lại không được đáp ứng thì thị trường bắt đầu, cái bong bóng thị trường bắt đầu nó vỡ. Và khi đó thì chúng ta cũng còn nhớ là cái lãi suất ngân hàng thời điểm đó, các chính sách tài khoá đẩy cái lãi suất ngân hàng là rất là cao. Và rất nhiều nhà đầu tư chính vì bị cái lãi suất ngân hàng cao như vậy làm cho mất khả năng thanh khoản, mất khả năng thanh toán. Và theo đó thì họ phải, trong khi các cái dự án thời điểm đó mức giá lại đẩy lên cao thì lại khả năng thanh khoản lại không có, làm cho cái chuỗi domino, cái hiệu ứng domino nó xảy ra, nên thành ra rằng là thị trường bị sụp đổ. Và chúng ta đã trải qua một giai đoạn toàn thị trường đóng băng và diễn ra rất là dài. Và đó là cái điểm mà mọi người vẫn còn nhớ, tôi nghĩ là rất nhiều nhà đầu tư sẽ còn nhớ cái giai đoạn đó. Tuy nhiên thì nhìn lại cái câu chuyện của giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là mặc dù thị trường cũng đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng, tuy nhiên cái khủng hoảng của thị trường thời điểm này thì chủ yếu nằm ở chỗ là cái nguồn cung đang bị ảnh hưởng rất là nhiều, cái xu hướng sụt giảm về nguồn cung. Trong khi nếu mà theo như cái số liệu mà cũng như đánh giá của CBA, chúng tôi vẫn thấy rằng là trong suốt trong quá trình khoảng 2-3 năm trở lại đây, mặc dù thị trường có nhiều sự ảnh hưởng rất là lớn, nhưng cái mức độ hấp thụ trên thị trường đối với các cái sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm chào bán mới thì nó lại vẫn đạt được những cái ngưỡng khá là tốt. Điều này cho thấy rằng là cái nhu cầu trên thị trường thì cơ bản nó vẫn còn.
Tuy nhiên cái nguồn sản phẩm phù hợp thì nó lại không có. Đặc biệt là những cái sản phẩm, cái nguồn sản phẩm giá thấp. Thành ra rằng là cái chu kỳ khủng hoảng, về cái cơ bản, về cái bản chất của chu kỳ khủng hoảng của hai chu kỳ này nó tương đối là khác nhau. Và nếu so sánh kỹ thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái chu kỳ thời điểm hiện tại thì nó mang tính sàng lọc nhiều hơn. Thứ nhất là nó sàng lọc về phía các chủ đầu tư. Tức là các chủ đầu tư thì phần lớn các chủ đầu tư họ có rất nhiều chủ đầu tư tập trung phát triển rất nhiều các dự án bất động sản. Họ sử dụng rất là nhiều các nguồn vốn khác nhau, tập trung phát triển rất nhiều các sản phẩm cùng lúc. Đến một thời điểm thì họ mất khả năng quản lý, cũng như rằng là đặc biệt luôn là các cái dự án có các cái tính pháp lý chưa được hoàn chỉnh thì lại chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cái việc rằng là ngân hàng không thể cho vay được nữa. Nên họ mất đi cái nguồn tài chính để bổ trợ cho cái việc phát triển bất động sản đó. Nên thành ra rằng là thời điểm hiện tại thì các chủ đầu tư, đặc biệt là những đầu tư mà họ tập trung phát triển mạnh thì họ bắt đầu có những cái hoạt động tái cơ cấu lại nguồn sản phẩm và tái cơ cấu lại cái hoạt động tài chính của mình để cho nó phù hợp hơn. Thứ hai, một điểm nữa là đối với nhà đầu tư, chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nhà đầu tư hiện tại họ e dè hơn rất nhiều so với thời điểm trước đây. Tức là khi thị trường có những cái động thái hoặc là thị trường có những cái chuyển biến thì nhà đầu tư họ cũng chuyển sang cái trạng thái quan sát. Và chính vì cái sự mà thận trọng đó, nó cũng cho thấy rằng là cái giai đoạn này nó tương đối khác so với thời điểm trước. Còn về cái lãi suất ngân hàng thì mặc dù ở hai giai đoạn chúng ta vẫn thấy rằng là giai đoạn trước thì lãi suất ngân hàng có những giai đoạn tăng hơn 20% lãi vay. Nhưng đến thời điểm hiện tại mặc dù cái lãi suất ngân hàng vẫn tăng, tuy nhiên tôi nghĩ rằng là bản thân nhà nước cũng như ngân hàng nhà nước cũng đã có những cái bài học từ giai đoạn trước. Nên thành ra cái việc mà kiểm soát cái lạm phát cũng như là việc tăng lãi suất nó cũng có những cái chừng mực nhất định, nó không có quá mạnh tay như trước đây. Nên thành ra cơ bản thì thời điểm này cái tính rủi ro nó thấp hơn. Nhưng một phần nữa thì nếu mà so sánh thực tế thì chúng ta thấy rằng là thời điểm trước đây á, nếu như các nhà đầu tư chủ yếu đầu tư dựa trên thông tin và dựa trên thói quen và thậm chí là dựa trên cái yếu tố gọi là yếu tố tập thể nhiều hơn. Về thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm khá là hạn chế và cái lựa chọn về sản phẩm cũng không có nhiều như thời điểm hiện nay. Thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng là các cái kênh thông tin chính thống, rồi các cái báo cáo nghiên cứu của các đơn vị nghiên cứu thị trường, cũng như rằng là các cái thông tin từ rất nhiều nguồn cũng cho các nhà đầu tư có được những cái nhìn đa chiều hơn về cái tình hình thị trường thực tế. Chính vì vậy thì bản thân họ cũng có được cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Thứ hai là cũng có được những cái sự phản ứng phù hợp hơn. Nên xét về cái yếu tố rủi ro thì tôi nghĩ rằng là mặc dù giai đoạn khủng hoảng này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều, tuy nhiên thì cái mức độ rủi ro chung của thị trường, tôi nghĩ giai đoạn này cái tính rủi ro nó thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Trong bối cảnh mà suy giảm thị trường bất động sản ở thời điểm hiện tại ấy, thì cái câu hỏi đặt ra mà các nhà đầu tư đều rất là quan tâm đó là đã bắt đáy hay chưa, và liệu thì đây có phải là cơ hội để mua lại, hay là chúng ta hay dùng từ là thâu tóm lại các cái dự án bất động sản ấy ạ? Và liệu đây có phải là cơ hội cho các nhà đầu tư và khách hàng sẵn những cái dòng tiền có thể gom hàng ở thời điểm này hay không? Đây là một câu hỏi rất là hay. Thực ra thì câu hỏi này là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bởi vì cái câu chuyện mà chọn thời điểm nào để bắt được cái mức giá thấp nhất của thị trường, nó luôn luôn là cái sự quan tâm của không chỉ là những nhà đầu tư bất động sản mà tôi nghĩ là hầu hết các kênh đầu tư đều như thế. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ về cái bản chất của cái việc cái gọi là cái điểm đáy ấy, chúng ta sẽ xem nha. Tức là điểm đáy của thị trường chỉ xuất hiện khi mà giá của bất động sản bắt đầu tăng. Rõ ràng chúng ta thấy là khi mà giá đang đi xuống thì cái đáy chỉ xuất hiện khi mà giá bắt đầu nó tăng. Tức là đáy chỉ xuất hiện khi mà các dấu hiệu thị trường bắt đầu có cái dấu hiệu tích cực trở lại và bắt đầu tăng ngược trở lại. Dĩ nhiên ở đây mà gọi là chúng ta nếu mà xem xét cái bình diện rộng thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là thị trường vẫn còn đang phải đối diện với rất nhiều các cái trở ngại. Mặc dù thì chính phủ cũng đã có những sự hỗ trợ. Chúng ta cũng đã thấy rằng là các ban ngành, các chính phủ cũng đã có các cái cuộc họp
liên ngành, thành lập các cái tổ gọi là tổ đặc nhiệm để mà đi xử lý khó khăn cho rất nhiều các cái chủ đầu tư. Thì đó cũng là một cái điểm mà cho thấy rằng là chính phủ cũng đã quan tâm hơn rất nhiều đối với thị trường bất động sản thời điểm này. Tuy nhiên thì diễn biến chính trên thị trường chúng ta vẫn thấy rằng là chưa có nhiều cái sự thay đổi, đặc biệt luôn là về phía chuyển biến chính về nguồn cung. Tôi nghĩ rằng là các cái dấu hiệu, các cái gọi là các chuyển biến tích cực của thị trường nó có thể xuất hiện, nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ cần một khoảng thời gian nữa, ít nhất từ 3 tới 6 tháng. Khi mà các cái những cái sự hỗ trợ, những cái sự thay đổi nó bắt đầu có hiệu lực. Đấy là cái câu chuyện mà xét về cái gọi là kinh tế vĩ mô chúng ta sẽ thấy điều đó. Còn nếu mà xét về cái yếu tố là đối với cái quan điểm của một nhà đầu tư để mà nhìn nhận thị trường rằng là đã xuất hiện điểm đáy chưa, để chúng ta có thể gọi là thu tóm. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ là rất nhiều người cũng quan tâm. Nhưng mà nếu mà xét về cái yếu tố quan điểm về đầu tư á, thì chúng ta phải nhìn điểm đáy, nó sẽ liên quan đến cái việc là chúng ta phải nhìn cụ thể vào một thị trường hoặc một khu vực hoặc một phân khúc sản phẩm nhất định. Bởi vì thời điểm hiện tại á, mức giá trên thị trường nó có sự thay đổi khá nhiều. Tức là chúng ta vẫn nhìn thấy một số các nhà đầu tư cá nhân họ đang bắt đầu chấp nhận việc cắt bỏ lợi nhuận của mình để thanh khoản các cái khoản đầu tư trước đây của mình. Tạm thời chúng ta gọi là cắt lỗ. Nhưng mà cái việc nó lỗ hay chưa thì thật ra chúng ta cũng phải xem xét, tức là bởi vì bản thân khách hàng mà cũng như là những cái đối tác của chúng tôi cũng có chia sẻ, họ cũng thẳng thắn chia sẻ, tức là với cái mức giá mà họ đầu tư vào giai đoạn khoảng năm 2015 đến 2017, đến thời điểm hiện tại thì họ chấp nhận là họ sẽ giảm cái lợi nhuận của họ xuống để họ chấp nhận thanh khoản. Còn họ có chấp nhận và bán thấp hơn cái giá bán, cái giá mua của mình hay không thì một số nhà đầu tư vẫn chưa. Tức là nếu như họ là những nhà đầu tư có thực lực thì họ vẫn sẽ có cái sự tính toán nhất định để đảm bảo rằng là cái việc mà cái mức giá mình đưa ra nó vẫn phải đảm bảo được một cái khoản lời nhất định so với các cái kênh đầu tư khác hoặc so với các đầu bẫy mà họ sử dụng. Tuy nhiên vẫn có một số cái câu chuyện mà một số nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mà có xu hướng đầu tư ngắn hạn, đầu tư lướt sóng á, mà trong giai đoạn khoảng tầm 2 năm trở lại đây, khi mà họ đầu tư với một số dự án và họ muốn là bán ngay, nhưng mà rõ ràng là cái thời điểm mà họ quyết định chọn sản phẩm nó sẽ không phù hợp, và đến thời điểm hiện tại thì một số nhà đầu tư lướt sóng hoặc đầu tư ngắn hạn, khi mà họ đã lỡ đầu tư rồi, và đặc biệt là nhà đầu tư nào mà họ sử dụng đòn bẩy tài chính từ việc vay ngân hàng, thì hiện tại họ phải đối diện với cái áp lực về lãi vay rất cao. Thì một số, rõ ràng là một số dự án, một số khu vực là các nhà đầu tư này chấp nhận bán thấp hơn mức giá bán, thấp hơn mức giá bán họ mua để mà họ thanh khoản nhanh, để mà giảm đi cái áp lực về vay, cái lãi vay. Thì cái câu chuyện mà chúng ta để mà gọi là bắt đáy thì chúng ta phải nhìn nhận rằng là chúng ta phải có một cái sự, đối với nhà đầu tư mà muốn bắt đáy thì thứ nhất họ phải có một cái sự hiểu biết nhất định về cái phân khúc sản phẩm cũng như là cái khu vực, và đặc biệt là cái những cái dự án hoặc những cái nhóm sản phẩm nào mà họ muốn mua. Bởi vì khi họ có một cái sự hiểu biết nhất định thì họ mới đánh giá được rằng là cái mức giá mà đang chào bán lại này có thấp hơn mức giá trị của nó hay không. Bởi vì cái câu chuyện là nếu như mà họ có khả năng nhậm thẩm định và định giá tốt thì hoàn toàn thời điểm hiện tại nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua được những sản phẩm thấp hơn mức giá thực, giá trị thực của nó, thậm chí thấp hơn mức giá trị sơ cấp của nó ban đầu. Thì nhà đầu tư nếu có được những cái thông tin hoặc là có những cái cơ hội như vậy thì theo tôi nghĩ là khuyên rằng là họ nên mua. Nhưng mà để có được các thông tin đó và để có được những cái quyết định như vậy thì rõ ràng là bản thân họ cần phải có một cái sự am hiểu nhất định về cái nhóm sản phẩm mà họ muốn đầu tư, cũng như rằng là cái thị trường, khu vực mà họ đang đầu tư. Tức là rõ ràng chúng ta thấy là nếu anh bán trước đây giá nó là 100 đồng đi, bây giờ có những người chào bán là giá là 95, 97 đồng chẳng hạn đi, thì chúng ta biết như vậy là nó thấp hơn, thì chúng ta sẽ quyết định là mua hay không, chọn những cái sản phẩm như vậy để mà chúng ta mua. Thì chúng ta biết rằng là với cái mức giá đó thì khi mà thị trường phục hồi thì cái mức giá nó sẽ tăng cao hơn. Nhưng mà ngược lại, có những người mà thí dụ trước đây họ mua 100, họ ban đầu họ kêu giá 120 nhưng cuối cùng họ quyết định bán 110 chẳng hạn đi, thì mình thấy nó thấp hơn cái giá bán ban đầu, nhưng rõ ràng nó không phải là cái mức giá
thấp hơn cái giá trị thực thì chưa chắc đó là đáy, đúng không? Thì cái câu chuyện là bắt đáy hay không thì rõ ràng nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái kinh nghiệm đầu tư, cái khả năng thẩm định giá cũng như là hiểu biết của nhà đầu tư đối với một cái thị trường hoặc một cái sản phẩm nhất định. À, chứ nó không đại diện cho cả toàn thị trường. Bởi vì rõ ràng là có những khu vực hiện tại giá nó vẫn tăng và thậm chí nó vẫn giữ được cái mức giá ổn định ngay cả trong đối với bối cảnh thị trường như hiện tại. À, ngược lại một số khu vực thì mức giá lại giảm rất nhiều. Thì nó lại nằm ở chỗ rằng là cái sự hiểu biết của nhà đầu tư. Người ta thường vẫn hay nói rằng là khó khăn của người này đôi khi là cơ hội của người khác. Tuy nhiên thì có quan điểm cho rằng khó khăn chính là cơ hội, là bài học cảnh tỉnh cho chính mình. Ông có nhận thấy đây là cơ hội cho các chủ đầu tư, các cơ quan nhà nước, ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư thứ cấp, khách hàng nhìn lại để tái cơ cấu và làm cho thị trường bất động sản hiện nay lành mạnh hơn không? Cái quan điểm của tôi thì rõ ràng là trong cái bối cảnh diễn biến thị trường nào nó cũng sẽ có cái nguyên nhân của nó cả. Tức là không phải tự nhiên mà chúng ta thị trường nó diễn biến như thời điểm hiện tại. Thẳng thắn mà nói thì thị trường bất động sản Việt Nam nói chung cũng như là đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực tỉnh phía Nam nói riêng thì từ năm 2015 cho đến thời điểm hiện tại, đến giờ đặc biệt là giai đoạn cao trào từ năm 2018-2019 là giai đoạn mà phát triển cực nóng. Tức là thời điểm đó thậm chí luôn là mỗi quý, mỗi tháng có thể đưa ra sản phẩm, thị trường có thể đưa ra một lượng sản phẩm vài chục ngàn sản phẩm. Và cái lượng nguồn cung như vậy, đưa ra thị trường như vậy và cái mức độ hấp thụ nó cũng phải rất là cao. Thì nó tạo nên một cái mặt bằng chung về cái sự phát triển nóng ở rất nhiều các khu vực. Và qua đó thì rất nhiều các chủ đầu tư họ muốn tận dụng tối đa cái cơ hội đó để phát triển càng nhiều sản phẩm càng tốt. Đưa ra nhiều thì càng nhiều sản phẩm ra thị trường càng tốt. Và chính cái yếu tố đó nó lại làm cho một cái lỗ hổng rất lớn là rất nhiều các dự án khi đưa ra thị trường lại không đáp ứng đủ về mặt pháp lý, về mặt các chủ đầu tư lại không đủ năng lực tài chính để có thể gọi là phát triển tổng thể tất cả các sản phẩm như vậy. Và đặc biệt luôn là các ngân hàng, rất nhiều các ngân hàng cũng tham gia vào cái việc cho vay, hỗ trợ các chủ đầu tư. Các chủ đầu tư thì bên cạnh ngân hàng thì cũng cố gắng phát hành rất là nhiều các cái kênh huy động vốn khác. Thì khi mà nó thị trường nó phát triển quá nóng như vậy thì đến thời điểm hiện nay á, thì chúng ta cũng thấy rằng là nó bắt đầu xảy ra các cái vấn đề, đặc biệt luôn là những cái dự án mà tính pháp lý không tốt, chưa đủ đầy đủ mặt pháp lý thì các ngân hàng thẩm định lại thì họ không chấp nhận cho vay. Hoặc là một số các chủ đầu tư khi mà họ phát triển một loạt các cái dự án số lượng lớn thì đến thời điểm hiện tại thì cái khả năng triển khai cũng như là khả năng quản lý và đặc biệt là cái khả năng thi công hàng loạt cái dự án như vậy nó tạo ra một cái áp lực rất lớn về mặt chi phí. Và trong khi các cái nguồn vốn, các đặc biệt là cái việc thắt chặt tín dụng nó xảy ra thì các chủ đầu tư này đã gặp vấn đề rất là lớn. Thì tôi nghĩ rằng là giai đoạn này đúng là một cái thời điểm mà thị trường nó đang diễn ra một cái việc là sàng lọc. Tức là bản thân các chủ đầu tư họ cũng phải sàng lọc lại các cái sản phẩm của mình, các cái chiến lược phát triển sản phẩm của mình. Bởi vì nếu như mà phát triển một cách tràn lan và mình không quản lý được thì rõ ràng nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như chúng ta cũng đang thấy. Thì chủ đầu tư sẽ là người phải có cái định hướng và để tái cơ cấu lại cái nguồn sản phẩm của mình, các cái dự án của mình cần làm, cũng như rằng là có một cái kế hoạch tài chính cụ thể lành mạnh để làm sao cho các dự án đó có thể triển khai một cách hiệu quả. Bởi vì việc mà triển khai nhiều nhưng mà lại không hiệu quả nó lại dẫn đến những cái lỗ hổng rất lớn ngay cả về mặt khía cạnh về cả nhà đầu tư lẫn chủ đầu tư. Riêng với các ngân hàng cũng như thế, chúng ta cũng thấy rằng là cái gọi là cái dư nợ về bất dư nợ cũng như là các cái dư nợ tín dụng của bất động sản của các ngân hàng tỷ trọng rất là cao. Trong suốt một thời gian dài rất nhiều dự án triển khai và ngân hàng cho vay từ phía chủ đầu tư lẫn các nhà đầu tư thì cũng là cái thời điểm mà các ngân hàng cũng sẽ phải xem xét lại cái việc các cái hạng mục cũng như rằng là các cái dự án cũng như là các cái khoản vay nào mà nó phù hợp.
để mà rõ ràng là có những cái kế hoạch nó phù hợp hơn. Nhà nước cũng sau khi mà thị trường phát triển nóng như vậy, nó cũng xảy ra rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến pháp lý. Thì trong thời gian vừa qua tôi cũng thấy rằng là chính phủ cũng đã lắng nghe và cũng đã có động thái ghi nhận thông tin, ghi nhận các ý kiến để gọi là chuẩn bị cho cái việc là sửa đổi luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản để đảm bảo rằng là cái chu kỳ mới, chu kỳ sắp tới nó sẽ hoàn chỉnh hơn về mặt pháp lý. Và bản thân các nhà đầu tư cũng như vậy. Rất nhiều nhà đầu tư thì họ cũng đã đầu tư rất nhiều trong suốt một thời gian dài. Rất nhiều nhà đầu tư họ kiếm được lợi nhuận. Nhưng việc mà các nhà đầu tư nhiều nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất là cái vấn đề về các cái khoản vay của ngân hàng, đặc biệt luôn là đặc biệt là những nhà đầu tư mà họ có cái xu hướng là đầu tư ngắn hạn, tức là đầu tư ngắn hạn lướt sóng, sử dụng cái đòn bẩy tài chính để mà đầu tư á, thì rõ ràng thời điểm này nó sẽ là một cái áp lực rất lớn. Và đó cũng là một bài học mà tôi nghĩ là bản thân các nhà đầu tư họ phải có xây dựng một cái chiến lược đầu tư để làm sao mà họ phải đảm bảo được cái an toàn dòng tiền cho chính bản thân mình. Qua đó thì việc lựa chọn sản phẩm, lựa chọn các cái nhóm hạng, các hạng mục đầu tư nó cũng cần phải có sự thận trọng hơn so với thời điểm trước đây. Thì cơ bản thì giai đoạn này rõ ràng chúng ta thấy rằng là một cái sự sàng lọc của thị trường đối với rất là nhiều khía cạnh, nhiều mảng, mà tôi nghĩ rằng là sau giai đoạn này thì thị trường nó có sẽ phục hồi và nó sẽ phát triển một cách lành mạnh hơn. Vâng. Hy vọng sau buổi trò chuyện ngày hôm nay với ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt của công ty CBI Việt Nam thì quý vị khán giả cũng như các nhà đầu tư sẽ tìm đâu đó được cơ hội của mình ở trong cái bối cảnh suy giảm thị trường bất động sản ở thời điểm hiện tại, và sẽ có những sự đầu tư sáng suốt hơn và lành mạnh hơn ở trong thời điểm này. Cảm ơn ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả.